Các bạn đang nghe chương trình My Radio của kênh vlogplus.com. Xin chúc các bạn một ngày với thật nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn. Câu chuyện tuyệt chiêu. Cô gái đi học trên Hà Nội, nửa đêm nhận được tin nhắn. Chào em, mình làm quen được không? Em có người yêu chưa? Em có rồi anh ạ. À, thầy mày đây nha, mai bắt xe ngay về quê, họp gia đình chuyện này, nghe chưa? Hôm sau, cô gái nhất quyết không về, nửa đêm lại có tin nhắn. Anh phải làm sao để được làm bạn với em, cho phép anh làm quen nha. Em có người yêu chưa? Ý, em chưa. Em làm anh thất vọng quá, một phép thử đơn giản đã biết được lòng nhau ngay, mình chia tay thôi. Ôi trời chết, em xin lỗi, em tưởng ông già em, cho em giải thích, anh ơi. Thích cái gì? Ông già mày đây nhá, mai mà mày không về quê thì đừng có về đấy, mà gọi cả thằng đó về cho tao, nghe chưa? Câu chuyện giúp tố cáo. Điện thoại reo vang từ đồn cảnh sát. Alo, đồn cảnh sát phải không ạ? Tôi xin trình báo là có một người tên là Tôm, số nhà 69 phố Con Tum, cất giấu ma túy trong đống củ nhà anh ta. Tôi nghĩ anh ta sắp phi tang rồi thưa anh. Được, chúng tôi sẽ tới ngay. Các nhân viên cảnh sát đến nhà Tôm, lục soát khắp nhà, chỉ từng khúc củi nhưng không tìm thấy ma túy. Khi bọn họ đã ra về, điện thoại reo vang tại nhà Tôm. Thế nào Tôm, họ đã trả củ cho ông chưa? Trả rồi ông ạ, ông đúng tài thật. Đấy, bảo rồi. Thế bây giờ này nhá, thì ông gọi cho họ tới nhà tôi. Tôi đang cần xới lại khu đất phía sau vườn, trồng rau mà. Câu chuyện dành trả lời. Một người đàn ông vào nhà vệ sinh công cộng, vừa ngồi xuống thì một giọng nữ từ bồn bên kia vọng sang. Anh à, anh vào đó có suôn sẻ không? Vốn không thích bắt chuyện với người lạ, nhưng khó mà từ chối giọng nói ngọt ngào đó. Người đàn ông đáp. Anh cũng ổn. Giọng bên kia lại vọng sang. Anh cảm thấy thế nào? Anh cũng thấy thoải mái em ạ. Giọng bên kia bối rối. Chắc em phải cúp máy thôi anh à, chứ cứ mỗi lần em hỏi anh thì cái thằng cha mắc dịch ở bồn vệ sinh bên cạnh nhảy vô trả lời. Câu chuyện chết thật. Một nhà thám hiểm đi vào rừng Amazon và bị một bộ tộc ăn thịt người bắt giữ. Nhà thám hiểm sợ quá kêu lên. Chết con rồi, chú ơi. Bỗng từ trên trời cao có tiếng vọng xuống. Không, con chưa chết đâu. Hãy nghe lời ta nè. Nhặt hòn đá dưới chân con lên và đập vào đầu tên thủ lĩnh đứng trước mặt con ấy. Nhà thám hiểm vội nghe theo, nhặt hòn đá lên và đập vào đầu tên thủ lĩnh trước mặt cả bộ tộc ăn thịt người đang ô lên giận dữ. Từ trên trời cao, tiếng vọng lúc trước lại vang lên. Đấy, bây giờ thì con mới chết thật nè. Câu chuyện Việt Nam vô đối. Trên một chuyến bay có 2 người Việt Nam, 2 người Nhật, 2 người Pháp và 2 người Đức. Chuyến bay bay vào vùng gió xoáy của bão lớn. Cơ trưởng thông báo và phi hành đoàn yêu cầu phải hy sinh bớt số người trên máy bay, giảm tải trọng để cứu những người còn lại. Nghe thế, lập tức 2 người Pháp đứng dậy và hét lớn. Napoleon Spirit Eternal. Tạm dịch là tinh thần Napoleon bất diệt rồi nhảy xuống. Bay được thêm một lúc, tình thế yêu cầu muốn đảm bảo an toàn phải hy sinh thêm bớt số người trên máy bay để giảm tiếp tải trọng. Không chần chừ, 2 người Nhật đứng dậy hét lớn. Samurai Battle Daijetto. Tạm dịch là tinh thần Samurai bất diệt rồi nhảy xuống. Bay được một lúc nữa, phi hành đoàn nói phải hy sinh 2 người nữa để giảm tải trọng, sẽ an toàn. Lập tức 2 người Việt Nam đứng dậy hô to. Việt Nam vô đối, Hồ Chí Minh vô Nam. Rồi đạp 2 người Đức xuống.